Mà nói lại là mình nên tập đúng ngay từ đầu hay không, hay là sai một xíu cũng được, không ảnh hưởng gì. Có nhiều vấn đề ấy thì mình phải chỉnh, nhưng mà khi mà tập cho một người mà kiểu đúng chỉnh, người ta chỉnh đi chỉnh lại nhiều ấy, chắc chắn một điều thì khi mà tập từ đầu thì không thể đúng 100% được. Mà thường thường đi dạy ấy, mà chỉnh cho người ta nhiều quá ấy, cái thời gian sẽ hạn hẹp lại, thì mình sẽ tăng, đầu tiên là mình sẽ tăng cái biên độ của tăng cái biên độ của người ta dần dần đấy. Ví dụ như động tác squat thì cái buổi đầu tiên của người ta thì các cái phần cơ người ta đang bị cứng, thì mình sẽ cho người ta tập, ví dụ tập cái cơ bản là cho người ta squat lên quả bóng một cái bục gì đấy, sau đây mình sẽ chỉnh dần dần dần, không thể một lần mà tập, không phải lần đầu tiên là mình có thể là tập đúng được. Ok. Với một người huấn luyện thì mình nên khuyến mình theo mình thì mọi người nên tập đúng. Thì tất nhiên ban đầu thì có thể họ bị sai tại họ không biết họ phải làm cái gì. Nhưng mà mình nên hướng dẫn cho họ biết là tại sao họ nên làm đúng. Tại vì nếu họ duy trì cái thói quen bị sai tư thế, ví dụ như kỹ thuật sai, không tốt, thì về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến những phần cơ khác chẳng hạn. Ví dụ như nãy Dũng nói squat sai có thể vận dẫn dẫn đến đau lưng chẳng hạn, thì nó làm chỉ cần sai cái góc đặt chân hoặc đặt gối thì nó dẫn đến sai phần hông. Thì và nếu lặp đi lặp lại đó liên tục thì cơ thể nó sẽ học đó là chuyển động của nó, đó là chuyển động đúng, nhưng bản thân nó là sai. Thì có thể lúc đang tạ nhẹ hoặc là những cái hoạt động cường độ thấp thì nó không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nếu không ai biết được trước là đối với cuộc sống bên ngoài họ phải làm những cái chuyển động, ví dụ squat hoặc là họ phải bưng một cái gì đó, thì cơ thể họ đang bị sai rồi, họ lại vô tình làm chấn thương. Và lúc đó khi mà cơ thể nó đã học được cái chuyển động đó rồi mà chuyển động sai tư thế thì rất là tốn thời gian để sửa lại cho nó đúng, tại vì mình phải lặp lại một cái chuyển động mới, chuyển lại một cái chuyển động mới giống như học lại từ đầu hết, thì lúc đó dễ làm cho tâm lý của họ bị nản nữa. Nên ngay từ đầu nên làm rõ vấn đề là khuyên họ nên tập đúng và mình giải thích tại sao nên tập đúng như vậy. Thì sẽ khi khách hàng họ hiểu được vấn đề là nếu họ tập sai họ sẽ bị đau, họ sẽ về lâu về dài nó sẽ không tốt, thì ok, không ai muốn mình bị sai bị đau như vậy hết, không ai muốn mình bị chấn thương hết, thì tất nhiên họ sẽ ok, họ sẽ tập từ từ theo mình như vậy. Ok, bây giờ để mở thử một cái YouTube xem có chia sẻ coi đây được không. YouTube về cái trigger point nãy chúng ta có bàn. Thì trước khi giải quyết cái trigger point á thì mình phải biết trigger point nó là cái gì. Đây. Các bạn có bị lắc không? Có coi được không? Alo. Ai đó phản Có hồi nghe giùm được mình. anh không? Có lắc không? Không, ok lắm anh ạ. Ok, mở bự thử xem có lắc không nhé. Ok, thì cái trigger point nó sẽ sinh ra do cái việc co cơ lặp đi lặp lại. Ví dụ ở đây là người ta đang, ví dụ là ở đau ở giữa lưng. Nhưng mà khi đau, cái trigger point xuất hiện ở giữa lưng đó, nó lại không không đau ở giữa lưng, mà nó thường thể hiện lên đau ở trên vai gáy và đau trên cổ, trên nhức đầu, gây nhức đầu. Thì bắt đầu họ sẽ đi phân tích đó, tại vì khi nó đau ở đây do cái cơ mình bị căng nhiều á, nó sẽ đau nguyên một mảng cơ này nè, chứ nó và đặc biệt là cổ vai gáy và phần sau ót nè. Thì khi mình biết nó đau chỗ này thì mình phải ấn cơ chỗ này, chứ mình sẽ không ấn vô chỗ mà đang đau đó. Cái điểm khác biệt của trigger point là đôi khi mình bấm ngay chỗ đau, nhưng đôi khi mình phải tìm ở chỗ khác, mình phải tìm ở cái gốc tại sao nó bị đau đó. Đây là một số hình minh họa đau chỗ nào thì bấm chỗ nào. Rồi thì đi sâu vào sợi cơ thì cái trigger point nó như thế này, nó là nằm trên sợi cơ mà nó sinh ra từ cái việc gì, là do cơ bắp mình nó co duỗi liên tục, dần lâu mà mình không giãn nó sẽ mất đi tính đàn hồi. Ok, đây các bạn sẽ xem cơ mình co giãn một sợi cơ. Hôm trước có học mấy cái sacrome này, với lại thì cái mà hai sợi cơ trượt trên nhau đó,
những cái tế bào cơ trực với nhau. Thì các bạn có thể thấy sợi cơ này nó đã bắt đầu mất đi cái sự linh hoạt của nó. Và khi nó mất đi sự linh hoạt này, nó bị siết chặt lại, thì cái độ dài nó, các bạn thấy là nó bị kéo căng vào phần giữa và hai đầu bên kia sẽ bị đau. Thì đó là lý do tại sao ví dụ như ly chạy thì nó không có đau ở ngay giữa cơ mà nó đau ở ngay hai cái điểm nối. Đó, và dần dần nhiều sợi cơ gần nhau nó tạo thành một điểm trigger point lớn hơn. Rồi. Thì những cái trigger point như vậy khi mà nó sinh ra nó sẽ làm ngăn chặn cái quá trình trao đổi oxy vào trong tế bào cơ. Thì như các bạn cũng biết thì máu á, là cái thứ mà chuyển oxy vô và lấy những cái thứ mà gọi là phế phẩm đi ra. Thì khi mà nó không vận chuyển oxy vào được thì cũng không đưa cái phế phẩm đi ra, thì nó mới tạo nên cơn đau. Mới tạo nên cơn đau của mình. Thì khi có cơn đau thì hệ thần kinh sẽ nói là đau chỗ đó. Rồi thì để giải phóng được cái điểm trigger point đó, mình sẽ dùng một vật gì đó mềm và tròn. Mềm ở đây là không quá mềm mà cứng như banh tennis chẳng hạn. Hoặc là có những cái gọi là trigger ball hoặc là foam roll. Chút nữa mình sẽ giới thiệu qua mấy cái đó. Và mình sẽ ấn ngay cái chỗ mà nó có trigger point. Đây, ví dụ nãy cái hình ban đầu là nó đau trên này, đau vai gáy và đau sau ót. Nhưng mà thật ra là cái điểm, khi mình phát hiện được cái điểm đau trigger point là ở giữa lưng, thì mình sẽ lăn lên nó như thế này. Mục đích khi mỗi lần mình lăn qua như vậy thì mình sẽ giúp đưa oxy vào cái tế bào cơ nhiều hơn và giải phóng cái chỗ bị căng cứng đó. Đây. Đấy. Giải phóng sợi cơ. Mỗi lần mình lăn qua thì nó sẽ đưa áp lực vào và đẩy cho sợi cơ giãn nở ra lại, giãn nở về kích thước bình thường. Và dần nó sẽ trở về trạng thái bình thường của nó. Nên mình phải ấn với lực đủ mạnh. Nên nãy mình mới nói cái clip của cái anh kia, anh lăn như lăn bột như vậy là không ok. Tại vì lực không đủ thì làm sao đẩy cho những cái gọi là oxy này kia vào cái sợi cơ được. Nên cái clip đó không hữu ích. Các bạn hình dung được vấn đề không? Nên đó là lý do tại sao mình, và cái sợi cơ của mình, bạn tưởng tượng nó rất là nhiều thớ cơ bên trong. Mà để tác động được một sợi cơ ở bên trong đó, mình phải đè lực rất là lớn và lăn. Thì cái đó dẫn đến cái việc là mình có thể ấn bằng bất cứ thứ gì, như đây nói là cứng và cứng vừa đủ và cái bề mặt nó mềm, không quá cứng để làm đau cái phần da thôi, và nó tròn có thể lăn được, thì ok, có thể dùng ngón tay, cùi chỏ, thậm chí là gót chân hay gối hay là cẳng tay gì đó cũng được. Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề là cái ngón tay, nếu mình bấm bằng ngón tay thì ngón tay mình rất là mỏi và ấn không đủ sâu. Cái lực mình ấn vào không đủ sâu so với dùng cả nguyên cái người mình đè lên. Bởi thực hành mình sẽ hướng dẫn các bạn qua sơ về những cái cách mà dùng quả banh như thế nào, dùng cái foam roll như thế nào cho nó cụ thể. Ok. Rồi. Đó là về trigger point. Thì khi mà cái trigger point nó sinh ra, các bạn có thể thấy là nó rút ngắn sợi cơ lại. Thì nó làm cái gì? Đây, khi mà một cái cơ nó bị kéo qua một bên, nó bị rút ngắn nè, do nó co giãn rồi xong nó bị co cứng và nó không thể giãn lại về kích thước bình thường của nó. Hình ở trên này là kích thước bình thường của sợi cơ. Thì các bạn có thể tưởng tượng ra ở giữa mình là cái trục xương khớp của mình và đây là đầu nối. Thì đây là trạng thái bình thường, chuỗi kinetic chain thẳng. Còn bây giờ nó bị co cứng một bên, nó sẽ kéo người mình nghiêng về một bên, là kéo từng cái phần xương của mình, chỉ cần lệch một xíu thôi thì nó đã dẫn đến sai những cái phần kia rồi. Ok, thì mình phải giãn cái này về trạng thái bình thường ở như trên, trả về trạng thái như cũ của nó. Rồi, tiếp theo phần này, ở đây người ta có đưa ra một vài ví dụ về sai lệch tư thế và nó dẫn đến những cái cơn đau. Ví dụ như ở đây, sai lệch ở phần, nó làm thay đổi chuyển động. Ở đây người ta ghi là poor flexibility, cái độ linh hoạt kém dẫn đến phát triển, dẫn đến những cái
về hay đổi chuyển động. Ví dụ như động tác squat. Động tác squat ở đây, người ta ví dụ động tác squat ở đây thì khi mà squat xuống, giống như bài overhead squat hôm trước á, thì có một số người khi mà squat xuống thì cái bàn chân sẽ bị xoay ra ngoài. Thì đây nè, fix external rotate là bàn chân sẽ bị xoay ra. Thì khi bàn chân xoay ra như vậy, tức là cái phần cơ bị căng là cơ calf, bị thay phần calf nè. Đó, khi mình nhìn vào cái hiện tượng đó, mình sẽ biết là thay phần calf. Và khi thay phần calf này thì nó sẽ phải bù trừ bằng một cái khác. Thì ở đây nó bù trừ bằng cái gì? Để bù trừ bằng cái này. External possible. À, ở đây đang, sorry, cái này đang chưa có nói về nó sẽ bị đau cái gì, mà nó nói là dùng cái, do bị căng cứng phần cơ calf á, thì người ta không thể giữ được bàn chân để squat thẳng xuống, mà nó phải xoay ra ngoài. Thì cái hiện tượng mà xoay bàn chân ra ngoài đó là nó đang bù trừ cho cái chuyển động để mình có thể squat xuống sau được. Thì tương tự giống nãy, đẩy tay qua đầu mà bị cong lưng dưới. Còn một cái liên quan nữa, đây ví dụ thứ hai, shoulder press. Đây, cái này là ví dụ thứ hai của nó, là giống cái của mình. Ví dụ là đẩy tay qua đầu thì nó bị bù trừ bằng cái việc ưỡn lưng ở phần back, lưng dưới nè. Khi đẩy tay qua đầu thì cái lumbar bị ưỡn quá mức dẫn đến đau lưng. Rồi, ok. Relative flexibility. Relative flexibility, một số từ chưa biết dịch sang tiếng Việt như thế nào, nhưng các bạn có thể hiểu cái khái niệm này là khi một cái chuyển động mất độ linh hoạt thì nó phải bù trừ cái độ linh hoạt ở chỗ đó bằng một cái chỗ khác. Ví dụ như ở đây bị căng phần bắp chân, mất độ linh hoạt ở đâu? Ở dorsal flexion. Mất ở đây là mất cái độ gập chân, khi căng ở bắp chân quá mức nè. Dorsal flexion, để mở cho các bạn xem dorsal flexion lại. Dorsal flexion là cái phần gập chân lên á, gập cái bàn chân lên, là cái động tác dorsal flexion. Thì như các bạn thấy khi mình squat xuống thì cái bàn chân gập lên như thế này, đúng không? Bàn chân gập lên này thì là dorsal flexion, nhưng do cái cơ nó bị căng quá rồi, nó không gập được lên đủ biên độ nữa, không gập đủ biên độ nữa thì nó phải xoay bàn chân ra ngoài, thì nó được bù trừ cho cái chuyển động đó. Thì ở đây cái khái niệm về relative flexibility, tức là dùng một cái bộ phận khác để bù trừ vào cái chuyển động đang bị thay đổi, thành ra dẫn đến thay đổi ở chỗ khác luôn. Đây là lý do nhiều khi mình muốn dịch cuốn sách nhưng mà mình lại không dịch cuốn sách, tại vì dịch ra nó rất là khó để hiểu, mà bắt buộc phải hiểu toàn bộ cái bức tranh tổng thể của nó. Rồi, ở đây nãy mình vừa qua phần này. Đây là vòng tuần hoàn dẫn đến sai lệch, thay đổi ở khớp, giới hạn khớp. Ok, giờ nói qua cái hình này trước. Về hình này, khi cơ bắp bị mất cân bằng, ví dụ như bị chấn thương, bị chấn thương ở đây dẫn đến mất cân bằng cơ bắp, mất cân bằng cơ bắp thì nó sẽ phải bù trừ bằng những cái phần cơ khác cho cái chuyển động phù hợp. Và khi nó bù trừ bằng những cái chuyển động từ những cái nhóm cơ khác á, thì nó làm thay đổi độ dài của sợi cơ. Thay đổi độ dài sợi cơ tức là một cơ bị căng quá mức và cơ bị co quá mức, một cơ bị kiểu yếu và một cơ bị cứng quá, gọi là hoạt động quá nhiều, bị quá tải. Và từ những cái cơ bắp nó hoạt động sai dẫn đến sai lệch luôn cả ở phần khớp. Rồi, thì sai lệch ở phần khớp thì nó lại dẫn đến cái gì? Dẫn đến cái cơ thể mình nó hiểu sai, neuromuscular control bị sai luôn, là nó học lại một cái chuyển động khác bị sai. Mà chuyển động khác sai đó thì nó lại dẫn đến
cái phần cơ đang bị cứng đó, nó lại tiếp tục cứng hơn nữa, nó bị co cứng nhiều hơn nữa và dẫn đến fatigue là bị mệt mỏi á, bị quá tải, bị kiệt quệ đó, cái phần mô mềm bị kiệt quệ, bị mệt mỏi. Thì tissue fatigue thì thường là dẫn đến cái phần gân dây chằng sẽ bị trước, rồi từ cái gân dây chằng đó bị xong thì trong những chuyển động nó lại dẫn đến sai, thì nguy cơ dẫn đến chấn thương lần nữa. Thì đây là lý do tại sao mình nói từ lúc đầu là khi bị chấn thương phải tập phục hồi chức năng lại để nó hoạt động đúng về chức năng bình thường của nó trước, rồi hãy tính đến cái chuyện là đi tập lại. Ví dụ như rất là nhiều người văn phòng không có tập luyện gì hết, không có chuẩn bị gì cho cơ thể hết, hứng lên đi đá banh, hứng lên đi đánh cầu lông, rồi hứng lên chạy bộ đường dài marathon chẳng hạn, hoặc là hứng lên đánh tennis, thì nguy cơ chấn thương rất cao. Mà một khi đã chấn thương rồi lại không biết cách phục hồi cho nó hợp lý thì lại không hiểu những cái khái niệm như này, thì nó dẫn đến chấn thương là một cái vòng lẩn quẩn, cứ hết rồi bị, hết rồi bị, hết rồi bị liên tục. Ok. Nên chỗ này đang nhấn mạnh cái việc tầm quan trọng của hiểu cái bản này, tầm quan trọng của flexibility và việc phục hồi, việc tập luyện cho nó hợp lý, kết hợp với nhau tất cả. Ok không Dũng, Ly, Quý vô hồi nào đó, hiểu không Lý, hiểu không Quý? Ok phải rồi. Ok. Quý hiểu không Quý? Bây giờ em coi lại cũng được. Ok, em coi lại. Em thấy kiểu như là anh nói đến đâu kiểu thấy chuẩn đến đấy luôn ấy. Riêng kiểu cái lúc vừa lấy anh bảo là kiểu chạy theo vòng quanh hướng của hồ ấy ạ. À. Sao đúng là em đau cái phía chân mà em hướng về phía hồ đầu tiên luôn ạ. À, đúng rồi. Thì đó là cái logic thôi. Mình nghiêng một bên nhiều thì nó đau bên đó trước. Nó hoạt động nhiều hơn cái bên còn lại thì nó đau trước thôi. Nên giống như mốt em chạy 5 vòng hướng này, em chạy 5 vòng hướng ngược lại thì nó què. Vậy đó. Rất là logic. Thật ra mấy cái này là sách nói, mình không có nói, mình chỉ đang dịch lại cho mấy bạn hiểu thôi. Và kiểu cố gắng mình cứ suy nghĩ logic theo từng trường hợp nó sẽ ra thôi à. Cơ thể nó giống như cái máy vậy đó, mình làm hợp lý thì nó sẽ hoạt động hợp lý thôi. Rồi ở đây những cái khái niệm này, thay đổi độ dài cơ, đây là thay đổi lực phát ra ở những cái cơ đối xứng, và thay đổi joint motion là cái biên độ chuyển động của cái khớp. Thì hồi nãy mình có nói giống như là một cái chuyển động bicep curl, gập tay lên hoặc cầm cái ly lên, thì khi một cơ co thì cơ khác nó phải giãn, giống như cơ chuột phía trước bicep nó co lên để nó cầm ly lên hoặc cầm cái động tác bicep, thì cái cơ tricep, cơ đối xứng nó phải giãn. Thì đó là khái niệm mà Arthur, là cái khái niệm gọi là land tension relationship nè. Hôm trước mình đã có học về land tension rồi, và cái chữ alter đầu tiên này tức là bị thay đổi những cái cặp chuyển động và cái cặp những cái cơ dài ngắn khác nhau đó, và từ đó dẫn đến sai lệch luôn chỗ khớp nói. Rồi tụ chung nó là như vậy, và nó dẫn đến sai lệch tư thế. Nói chung là sai lệch tư thế. Rồi bây giờ nhắc lại muscle spindle và Golgi tendon organ. Hôm trước mình có dạy qua cái này rồi, nhưng mà mình có coi lại xong rồi thấy mình nói sao khó hiểu quá, bây giờ mình cố gắng nói lại cho dễ hiểu hơn. Thì muscle spindle nó nằm trong sợi cơ của chúng ta. Đây là cái hình muscle spindle. Chữ muscle spindle đây ha. Muscle spindle là cái gì? Là một cái tế bào thần kinh nằm song song, nằm trùng hoặc song song trong cái sợi cơ ha. Đây là hình của muscle spindle nè. Đây là neuron thần kinh ha. Neuron thần kinh nó đưa cái đầu dẫn xuống đây và nằm trong sợi cơ. Đây là muscle spindle. Lưu ý nó ha, là nằm trong tế bào cơ và song song theo tế bào cơ. Đặc trưng của muscle spindle là nhạy cảm với những cái chuyển động bị kéo giãn. Đây, những cái hoạt động kéo giãn sợi cơ ra. Thì nó làm cái gì? Bây giờ nói về nó trước ha. Ví dụ khi cái hình này, muscle spindle hoạt động, khi bạn cầm cái bịch không thì cơ nó đang nói về cái đầu mình, là nói lên cái não, bộ não của mình là nhẹ, không ngừng kích hoạt nhiều cơ, thì bắt đầu bỏ cái trái càng nhiều vô thì cái trọng lực tăng dần, khối lượng tăng dần, nặng dần,
thì nó kích hoạt cho cái muscle spindle này, nói là sợi cơ đang bị kéo ra kéo ra, thì phải co lên để giữ cho nó cân bằng và nó ổn định ngay chỗ cái khớp đó, ngay chỗ này cơ đây phải kích hoạt cho nó co lên, tăng thêm tế bào cơ lên để nó giữ cho cái bịch này không bị rớt xuống đất. Và càng nhiều hơn nữa, hoặc là mình đang cái tay đang dọc xuống như này muốn co lên thì phải kích hoạt thêm sợi cơ hoặc là tăng thêm lực ở cơ bằng những cái sợi cơ nhiều hơn để co cái tay lên để cái bịch không bị đổ, không bị rớt đất. Thì đó là cái muscle spindle hoạt động, cách mà muscle spindle hoạt động. Nó nhạy cảm với cái việc là khi sợi cơ bị kéo dài ra thì nó phải co lên, nó sẽ kích hoạt cái việc co lên. Ok, là muscle spindle. Hiểu không Quý? Hiểu chỗ này không? Muscle spindle nhạy cảm với việc bị kéo giãn bằng việc nó co lên. Rồi, tiếp theo là Golgi tendon organ. GTO. Golgi. Nghe nè, nghe nè. Nãy có khúc mà nó bị đứng, nó bị mạng lắc á. Rồi. Không nghe khúc giữa gì nữa. Nãy em nghe tới khúc gì rồi? Tại vì sao rác nói một lạc luôn á, kiểu nó bị đứng á. Ok, các bạn nghe tới khúc nào rồi? Tại cái mạng hơi bị yếu. Muscle spindle là cái trục chính cơ, là cái cơ quan rất nhỏ. Đúng rồi. Rồi, muscle spindle nằm ở trong sợi cơ, nằm ở trong tế bào cơ và song song với lại tế bào cơ. Ok, song song trong tế bào cơ và nó nhạy cảm với việc cơ bị kéo giãn. Được không? Nó nhạy cảm với việc cơ bị kéo giãn. Đây nè, muscle tendon complex to be stretched. Tức là khi việc cơ bị kéo giãn ra thì nó sẽ báo tín hiệu về trên đầu là co lại. Đây là cái hình ví dụ minh họa. Khi mình cầm cái bịch không thì nó nhẹ, chưa phải kích hoạt nhiều sợi cơ. Và bắt đầu mình mua trái cây bỏ vô thì bắt đầu nặng, nó kéo xuống. Thì cái cơ ở đây, sợi cơ bắp ở đây các bạn thấy là nó bị kéo dài ra, kéo dài ra, giãn ra. Thì cái việc của muscle spindle á, nó kích hoạt lên, nó được kích hoạt và nó nói cho hệ thần kinh là phải dùng lực nhiều hơn, kích hoạt thêm sợi cơ để giữ cho cái bịch không bị rớt xuống đất hoặc là không bị đổ ra ngoài. Thì nó mới kích hoạt thêm sợi cơ để nó co cái sợi cơ lại mạnh hơn, phát lực tốt hơn, nhiều hơn. Thì đây là chức năng của muscle spindle. Được chưa? Muscle spindle nhạy cảm với lực kéo giãn thì nó phản ứng bằng việc co. Cơ thể nó phản ứng bằng việc co. Ok. Hiểu chỗ này không? Quý, ok không Quý? Ok à. Ok, hiểu muscle spindle ha. Rồi tiếp theo là Golgi tendon organ, viết tắt là GTO. Thì ở đây nó có tên nó là tendon, là các bạn có thể hiểu là nó nằm ở trong sợi gân rồi. Golgi tendon organ là một cái điểm nó nằm ở trong sợi gân. Đây, nếu mà phóng to ra nó là chỗ này. Đó là ngay đầu nói nè, cái gân và dây chằng á, những cái điểm gân dây chằng. Nó là cũng có sợi thần kinh ở trong gân và dây chằng luôn. Thì nó ngược lại so với muscle spindle, nó sẽ phản hồi đến những cái việc là cơ bị co quá mức, cơ bị kéo căng. Để nó làm cái gì? Nó sẽ thư giãn cơ. Đây, nếu như cơ bị co quá mức thì nó sẽ thư giãn hoàn toàn, tức là mình bị bơm ao, mình bị sập á. Đây, ví dụ khi mình cầm những cái vật này, cầm cái mấy cục gạch chồng lên nhau thì cái muscle spindle đi, nó đã kích hoạt sợi cơ co lại, nâng cái đống gạch này lên. Nhưng mà ví dụ càng bỏ thêm nữa nặng quá hoặc là thời gian kéo dài quá, bắt đầu để tránh cho cái việc tổn thương sợi cơ, thì cái cơ quan ngược lại là cái GTO nè, Golgi tendon organ nè. Như các bạn có thể thấy, khi mà cơ mình co căng cứng lên nè, nó ngắn lại á, thì cái chỗ gân này nó sẽ lại ngược lại, nó sẽ giãn ra. Được chưa? Cơ co thì cái chỗ sợi dây chằng và gân á, nó sẽ giãn, nó ngược nhau ha.
sợi cơ co thì sợi dây chằng giãn. Thì khi sợi dây chằng này giãn đủ mức độ mà cái sợi thần kinh nó nhạy cảm á, nó cảm giác được là nó không thể chịu đựng được nữa. Và để tránh bị rách cơ và tổn thương cơ, nó làm cái chuyện gì? Nó phát tín hiệu lên hệ thần kinh là thư giãn toàn bộ phần cơ này thẳng xuống luôn. Nó không co cơ nữa. Nó ức chế cái việc co cơ. Thì nó dẫn đến việc gì? Thì đóng tạ này đất đất. Ok. Hiểu chỗ này không mọi người? Có bị rối không? Không anh ạ. Hiểu không Duyên? Duyên hiểu nha. Ok. Thì hai cái cơ quan này nó làm cái việc này là để làm cái gì? Cuối cùng của nó là để tự bảo vệ cơ thể, để không bị overload, không bị chấn thương. Đó, cơ thể mình rất là thông minh, nó tự có những cơ chế để nó khắc phục hết rồi. Rồi. Tiếp theo mình sẽ có về cái stretching. Đây. Stretching. Muscle spindle. Đây là nó giải thích lại về muscle spindle và bony tendon organ. Đây sợ nó nằm song song với sợi cơ ha. Đây là những ý chính khi mà nhắc đến một cái khái niệm muscle spindle là gì. Phải biết được những ý này. Nằm song song với sợi cơ. Nhạy cảm với việc thay đổi chiều dài hoặc là tỷ lệ mức độ, kiểu mức độ kéo dài. Rồi, vì chức năng của nó làm gì? Để giúp cho overstress, giống như là bị kéo giãn quá mức, khắc phục cái việc kéo giãn quá mức. Tại kéo giãn quá mức cũng có nguy cơ bị chấn thương ở những cái mô mềm. Đây, đây là nó giải thích giống nãy mình mới nói. Những cái thông tin nó nhận được sẽ gửi về não, qua thông não và hệ thần kinh cột sống. Từ đó thì nó đưa ra những cái co cơ hợp lý nè, contract sợi cơ, co sợi cơ lại và dẫn đến là cơ bắp bị co lại. Đó là co lên. Rồi, thì bây giờ nó sẽ làm gì? Đây là phía dưới là cái ví dụ. Tại sao người bị ưỡn lưng này, đây là bị ưỡn lưng quá mức nè, thì sẽ bị đau cái phần cơ hamstring. Đau cơ hamstring. Từ từ để mình xem. Over. Ok. Những người bị ưỡn lưng này thì cái cột sống họ bị giãn xuống. Mình có bên cái PowerPoint cái hình này giải phẫu. Đây. Như các bạn có thể thấy thì cái hình này nghe rõ không mọi người? Nó báo tín hiệu hơi bị mất ổn định. Nghe rõ không? Có bị lỡ chỗ nào không? Alo? Vẫn nghe được anh ạ. Ok, ok. Rồi, đây là bị ưỡn lưng ha. Ưỡn lưng thì cái cơ adductor spine nè, nó bị co lên tại vì mình ưỡn hoài. Ưỡn hoài này từ việc gì? Mang giày cao gót. Hoặc là những người cứ ưỡn nhiều, ngồi cố gắng ưỡn nhiều ha. Hoặc là chụp hình đẩy mông về sau chẳng hạn. Đó, thỉnh thoảng thì không sao nhưng mà đừng chụp hoài như vậy. Rồi, cơ adductor spine. Spinal là nó đính từ cái phần khớp hông nè, lên trên lưng dưới. Nó co lên hoài ha, co quá mức nè. Rồi cơ này ngược lại, cái cơ này ngược lại là bị giãn. Chỗ này là cơ strap. Cơ strap là cơ gập hông. Rồi thì mình có thể nhìn ở dưới này là cơ hamstring. Khi mà cái đầu này nó bị xoay nè, nó đang xoay ngược lên nè, đang xoay lên ha. Nó đang kéo lên trên. Bị lát cổ anh ngồi. Nghe em rõ ha. Ok, ok. Mạng hơi mất ổn định. Rõ chưa, rõ chưa? Ok. Được chưa mọi người? Hello. Hello, hello. Hiền nghe rõ không Hiền?
Ok. Có ai nghe rõ không? Quý nghe được không Quý? Lúc có lúc không mà. Nãy giờ không nghe gì anh ơi. À. Không nghe gì. Không nghe gì hết. Cái mạng đang bị lắc. Từ cái hình này. Giải thích lại từ cái hình này thì ok. Ok, từ hình này ha. Rồi cái hình này. Hình này để minh họa cho cái việc nãy cái hình bên kia bị ưỡn lưng á. Đây cái chị này bị ưỡn lưng nè. NCR nè. Thì các bạn có thể thấy là cái hông bị xoay lên. Cái hông bị xoay lên. Đang xoay theo chiều này ha. Theo chiều mũi tên nè. Xoay lên. Thì cơ này kéo lên. Cơ này kéo lên. Thì cơ hamstring bị giãn. Ok. Đúng không? Cơ hamstring phía sau bị giãn. Còn cơ phía trước này. Thì là phần phía trước bụng là cơ gập hông bị giãn. Và ngược lại cơ quad bị căng. Rồi. Thì ở trong cái ví dụ mà người ta ví dụ cho mình. Thì khi cái tổ hợp cơ hamstring này bị xoay thì nó đang ở mức gọi là đang bị giãn ra, đang bị giãn ra thì nó sẽ báo tín hiệu là đau ở cơ đùi sau. À có một cái nó rất là lạ, tức là bị co cứng nó cũng đau, mà bị giãn nó cũng đau, bị giãn quá mức nó cũng đau. Nó đau là nó gửi tín hiệu bằng cái những cái tế bào thần kinh đó, nó gửi lên trên não mình là nó đau chỗ đó. Mà nhưng mà mình phải hiểu vấn đề là đang bị xoay hông như vậy thì không thể nào bị căng cái cơ đùi sau được, cơ hamstring được, mà nó phải là chiều ngược lại. Rồi thì ở đây đây chữ spam này, đây người ta có giải thích. Khi mà phần hông xoay về phía trước, đây xoay về phía trước của phần xoay về trước và xoay xuống, thì cái chuỗi phía sau bị đẩy lên, chuỗi phía sau bị kéo lên, move upward, thì cái phần hông bị xoay up lên, thì nó làm tăng cái chiều dài giữa hai điểm nối, đây distance between two attachment sides. Đây nó tăng hai điểm nối của cái phần hamstring. Nó tăng điểm nối, tăng cái độ dài giữa phần hamstring ha. Đây cái hamstring nè. Cái hamstring nè, khi cái hông xoay lên, các bạn có thể tưởng tượng là cái chỗ này, khoảng cách giữa đầu này, hai cái đầu trắng này nó xa nhau hơn là nó đang bị giãn ra sẵn rồi ha. Nó giãn ra do cái việc bị xoay hông nè. Thì trong trường hợp này cái cơ hamstring này không cần được giãn nữa, không cần stress nữa. Mà stress kiểu gì là kiểu static stress, static stress. Chút nữa mình sẽ nói qua static stress là cái gì. Rồi, bởi vì sao? Bởi vì nó đang được stress, nó đang được kéo giãn rồi. Rồi, và khi sợi cơ bị giãn, khi sợi cơ bị kéo giãn, trong khi sợi cơ kéo giãn thì nó tăng cái độ nhạy cảm của cái muscle spindle. Do cái muscle spindle nằm trong đó. Rồi. Và nó tạo nên những cái lực căng nho nhỏ trong đó. Cái spam này để mình dịch ra xem. Contract spam response. Contract spam response. Phản ứng co thắt. Ok. Các bạn có thể hiểu là khi mà cái sợi, cái hamstring, cái cơ đùi sau nó bị kéo giãn ra hai đầu hai bên, thì cái muscle spindle á, như nãy mình có nói là nó được kích hoạt để nó co lại. Nó co lại thì cái việc mà nó kích hoạt co lại liên tục như vậy á, nó báo hiệu về lâu dài, nó sẽ báo hiệu là chỗ này nó đang hoạt động quá tải. Nó báo hiệu bị sai, bị sai là do hệ thần kinh ở đây nó cứ báo hiệu là cơ chỗ này giãn quá thì phải co lại, co lại. Đây contract nè. Thì những cái phản ứng co cơ nó sẽ được phát ra. Rồi. Thì ở chiều ngược lại, ở mặt phía trước thì phần hip flexor nó bị kéo, nó bị co ngắn. Phần phía sau kéo dài thì phần phía trước thì bị con kéo ngắn lại ha. Tạo nên tư thế anterior pelvis rotation. Anterior pelvis rotation là cái tư thế này thôi. Xoay hông về trước. Xoay hông về trước và tạo nên hamstring complex kéo dài. Thì thay vào
thay vì cái việc mà mình giãn cơ đùi sau vì mình cảm thấy nó đau á, thì cái việc mình làm là mình phải giãn cái phần cơ hông, hip flexor nè, cần được stress, cần được giãn. Đây, giãn hip flexor, thì cái hip flexor là nguyên một bó cơ, nhiều thứ cơ trong đó. Hip flexor complex. Thì các bạn có thể dùng cái tên này đưa lên YouTube, tìm thêm chữ exercise hoặc là stretching gì đó, nó sẽ ra những cái bài hướng dẫn giãn cho cái phần cơ này. Như cơ này là những cơ lúc mà mình chạy nè, mình ngồi một chỗ lâu nè, thì nó cũng bị co này luôn. Thì khi mà nó co cái này thì nó dẫn đến cái phần phía sau bị giãn, và nó dẫn đến sai tư thế. Để thôi, đây, hiểu chỗ này không mấy bạn? Cái chỗ hiểu tại sao cái cơ hip flexor này nó bị co thì nó dẫn đến bị ưỡn lưng không? Dũng hiểu chỗ này không Dũng? Dũng hiểu không Dũng? Dũng hiểu nhé. Ok, hiểu. Khi mà mình ngồi lâu nè, cái chân mình đưa lên thì cái, những cái cơ này bị co cứng lại, co cứng nó rút ngắn lại, thì cái phần phía sau lưng nó bị giãn ra thì nó lại đau ở cái phần lưng dưới là một, thì chắc chắn nó đau rồi. Thứ hai là nó đau ở phần đùi sau. Đau ở phần đùi sau thì không có giãn đùi sau mà mình phải giãn cái phần hông, hip flexor. Ok. Rồi. Đó là ví dụ. Rồi đến Gonie tendon organ. Đấy, cảm giác hoàn thành cái công việc rất là thú vị chứ. Sao em? Alo. Em đang bảo thằng em trai, em đang okay, bảo. Ok ok. Ok. Rồi, đây thêm một cái ví dụ khác. Ở đây người ta ví dụ cho mình. Mình còn khoảng 2 phút rưỡi thì mình nói hết ví dụ này thôi ha. Rồi hôm sau mình đi tiếp. Rồi, ví dụ này. Những người bị knee adduct là tức là cái đầu gối xoay vào trong. Hôm trước mình có làm cái assessment á, sẽ có một số người sẽ khi mà squat á, khi mà bài squat bị chụm gối. Đây là trường hợp bị chụm gối ha. Thì cái cơ underactive, cơ bị yếu á, là cơ mông medius. Cơ mông medius, tại vì sao? Tại vì nó làm cái chuyện là nó mở cái hông mình ra. Medius, glutes medius. Medius. Anh ơi, hôm nay có kịp nói cái việc mà các bác tập yoga không anh? Các bác tập yoga mà giãn cơ đồ hả? Các bác tập yoga như thế nào quên rồi ta? Dạ, nhắc lại. Mà các bác tập yoga thì kiểu như là khi mà ép ví dụ ép ngang ép dọc thì các bác thì không còn cảm giác gì nữa ấy ạ. Không còn cảm giác, tức là không giãn được hay là vẫn giãn tốt mà không có cảm giác gì? Kiểu như là người ta dẻo quá ấy ạ. À, thì như hồi nãy bạn cũng có hỏi, thì giống như bạn kia cũng, bạn Quý cũng có hỏi là những cái cô mà sau khi tập xong cho cổ giãn cơ bằng static stretch á, nó không có xi nhê hết tại mấy cổ có tập yoga rồi. Thì mình phải quay về cái gốc của vấn đề. Cái gốc của vấn đề ở đây á, là họ tập, mình tập flexible là để làm cái gì? Là để họ ok. Bị còn nghe được không? Báo tín hiệu yếu. Bây giờ thì nghe được rồi anh ạ. Nó lại từ đầu rồi em. Ok thôi, để ngưng đi, còn có một phút thôi để ngưng, rồi xong mình gọi video call, mình không có record, mình sẽ giải thích lại vấn đề này cái rồi xong mình nghỉ. Ok. Ok anh. Chat vô muốn cũng được. Giải thích đó. À, ok. Giải thích chat này hơi lâu. Rồi cũng được. Ok. Cô rồi, cũng thôi. Được anh ạ. Thôi nhé. Vâng ạ, em chào anh ạ. Rồi bye bye mọi người.